Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay mình với bảy với sáu đi Châu Đốc cả nhà, đi núi Cấm. Hello, xin chào cả nhà. Giờ đang chuẩn bị để đi. Gì ho dữ vậy? Chạy ra ngoài kia ăn sáng cái rồi mình đi Châu Đốc. Chìa khóa trong cái hộc xe. Ở đây anh Sáu có chạy dịch vụ du lịch luôn nha. 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ. Quý cô chú anh chị nào có đi đâu thì ủng hộ mình. Giờ là vợ mình chở bé Hăng, 7 thì chở bé Quy, mình thì chở chị Sáu với bé Mỹ. Đi dài đi. Biết quán cơm không vợ? Rồi chạy trước đi, quán cơm bên cầu á. Tới quán cơm một cái nhà ơi. Quán cơm Nguyễn Thi Nhung. Này phải đặt quán cơm cây sung mới đúng. Sung trái quá trời nè. Ở bãi đây. Quán này phải đặt quán tên cây sung mới đúng. Cây sung trước trái quá trời đất. Tới quán cơm rồi. Tới chợ Mỹ ngồi đâu đây Mỹ? Lại ngồi kế bên mớp đi. Bên cồn nè. Cầu chợ nè. Đi ấy này đâu nữa. Đợi anh về. Đây cái quạt này. Để gì ạ? À, sáng mắc lo sửa soạn xin mi đồ đàng hoàng tôm tất mới đi được. Cơm tấm ở đây nó rất là nhuyễn. Anh ăn gì chưa? Đang Sài Gòn hả? Tối anh ngủ được không? Vậy là anh Sáu di chuyển Sài Gòn rồi, hôm qua là ở Bến Tre. Ở đông dữ vậy đó hả? Dữ thằng ôn nha. Kìa, ai kìa Mỹ? Bé có ăn không? Không, bé nó ăn. Bé nó ăn cơm đặc biệt. Nó chịu tắm nhuyễn anh đi. Dạ, nó chịu tắm của chị Hằng bể 2 thôi à. Hả? Dạ, cho con nè. Mỹ khoái ăn cơm tắm bể 2 à. Con này là bể tới 10 lần. Bé nó ho xong cho nó đi, rồi xong rồi nó... Rồi, ăn thôi cả nhà ơi, xin mời cả nhà. Bỏ đại đi, bỏ đại đi. Ừ, để đại đi vậy. Canh gì đây? Canh mướp. Rồi thôi à. Cái hình này nó không có đủ dài đó con. Anh Sáu đang Sài Gòn à? Tới Sài Gòn hả bây? Đang ở Sài Gòn. Thôi, ăn cơm thôi. Cơm thôi. Ủa? Cơm của Sáu? Ủa? Có chuẩn bị bỏ sót. Ủa? Sao mua cơm Mỹ trứng không vậy? Thì kêu để thịt mỡ mà có cua bà để trứng không? Nè, cưng thịt nhóc nè, cưng thịt nhóc nè. Rồi con dưa leo gì không đưa qua. Con Mỹ rồi cho Sáu với Mỹ ngồi bên đây luôn. Bảy mới đều từ nhà lại đây. Bỏ túi áo, con lấy ra là con bỏ túi áo liền. Để nó xong. Ăn ghế đi rồi đi nè. Đó mẹ bỏ lại ở nhà đó. Để chỗ mà quá nửa người thôi con. Đây là chỗ. Không. Út xẹo. Đứng vậy xong cái chỗ con hổng chưa. Cái chỗ này nó tụ canxi nè con này nè. Ủa gì dưới khuya mà đòi đổ mùa hôi hộp à? Một canxi là ngủ ưa giật mình lắm á. Giật cái chân á. Đúng rồi, nó nhức giò nữa. Nó nhức giò từ nhỏ á. Hôm nay không có uống miếng sữa nào hết trơn. Uống sữa vô.
tuổi này còn uống ấm canxi được không ta? Ông cho uống sữa đó là canxi cao, nó không có nhiều lắm. Đây, cây tắm ở đây nó rất là nhuyễn nha. Bây giờ nắng lên ha. Út đạt không à? Út đạt không à? Rồi ăn xong rồi giờ chuẩn bị lên đường chị nha. Chị có đi đâu thì alo Tấn nha. Châu Đốc thẳng tiến. Bữa nay mình đi chơi mà trời nắng đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Còn khoảng mười mấy cây số nữa là tới Lâm Viên núi Cấm đó cả nhà, tới cái chỗ cáp treo để mình đi lên trên núi. Pin năng lượng mặt trời. Rồi mình đã tới núi Cấm rồi nha. Bây giờ đang chạy vô mua vé cáp treo. Lâm Viên núi Cấm. Bãi đậu xe Honda bên phải, ô tô bên trái. Rồi đang đậu trong bãi xe, bây giờ cho mình chuẩn bị đi vô nha. Núi Cấm này như lần đầu tiên mình đi, lúc nhỏ mình cũng không có đi bên bên đây lần nào hết, lúc nhỏ có đi bên núi Sam. Giống một cô bé đang ngồi trong bụi lùm. Lấy bà lai cam bay lên mới thấy được con. Thôi, chụp hình đi, chụp hình. Rồi cười nè, 1, 2, 3. Người lớn 250, trẻ em 150. Cả đi lẫn về luôn á cả nhà. Này là gì ta? Dưới tép không à ha. Dao, dao xá xị rồi này nọ. Dao, loại dao này nè.
cái bánh xèo. Bánh xèo 35.000 cái, 15 loại rau. Rau núi. Mua vé vô cổng là mỗi người được phát một chai nước miễn phí. Đây, leo lên chiếc chiếc tàu à. Đó, lên xe này đi, người ta chở mình vô. Lên xe lửa, xe lửa. Rồi, leo lên. Lên đây này, chị Hai, Út lên được không? Chị Hai bỏ con rồi. Rồi, tới luôn bác Tài ơi. Trong đây rồi mới chợ trả lời cáp treo. Có gì là tới đó ga Lâm Viên. Lối vào cabin. Ờ,
ta nhìn xuống thì coi xe ôm chạy dưới à. Sao xe ôm đâu? Bước kìa. Bò có được gió lộng lộng vô không? Đi trên độc cây. Ê, đi trên độc cây không? Đúng, mình đi trên độc cây không à. Thiệt tình. Lần đầu tiên con đi cáp treo không? Trời ơi, đầu đi bao nhiêu lần rồi, đã đi đâu đầu cáp treo. Rồi, giờ đây bớt con này. Ồ, ở dưới ta trồng xoài nhóc chân. Bên con là có. Thành cái chỗ, có chỗ vườn su nữa nha. Ủa kêu nước su hào à? Ừ. Su hào là su su sao? Trái su á. Ờ, cái bông cái gì đu đủ được kìa. Đu đủ được kìa. Đó. Bông ờ, gió nó mát lồng lồng cái lưng kìa con má không? Bình sáng sáng không được trà hay sao? Trời ơi chị gót bự gì cái bình trà đó chị biết cái gì không? Cô uống luôn cái sát trà à, cái bình trà đó đưa đây chị dẫn cho chị uống. Bãi xe miễn phí hướng đi bộ lên núi. Thôi đi không nổi đâu. Rồi lá sò non nhóc luôn kìa. Đó, từng đó là từng 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 á. Làm hết thùng hết chí. Thế mà hả con? Cáp treo này nó là đà đỡ. Đào đã không? Cái cáp treo bữa ở ngoài Phú Quốc á nó cào mút lên trên là cái đấy nó sắn xuống rồi nó lơ nó sắn xuống rồi nó không dễ mắc ối không nó dễ sai không nó hù quá nó phú sĩ nào mà nó kìa đâu sao? Đúng rồi nó phú sĩ mà nó đó biết không dạ đất ơi sao phú sĩ ảo không à hai nhà con vậy phú sĩ nằm đâu không ở Nhật Bản á vậy hả ai có biết đâu bị bảy vụ à cái đường nè con uống nè đỏ cho gió nó kêu uống ở bên đó trồng nguyên một vườn dừa luôn này cũng vắng chưa mới đồng ha vắng nãy bãi xe vắng que có ai gì đông đâu vắng he đọc xu hoài à đó đọc xu đó xu đâu đó ta trồng dưới đó bò lưng ngảnh đó đọc xu đó khổ qua người ta đó đó thêm đối liệu nữa đi tại sao mất lòng tin với nhau vậy xa ta nói xu là xu mà khổ qua nó chứ xu con rải hoài là hồ Thanh Long nha. Thanh Long rồi hồi sao không thấy Thanh Long. Trong xanh đó mát quá. Gió hù hù vậy. Đây mát lạnh rồi đó. Chuyển thôi. Ủa tưởng Phật Di Lạc ở đâu sao? Ở trên núi đó. Trên đây luôn hả? Trời này mát. Rồi mình đã xuống cáp treo cả nhà. Mình bị sai xe cho nên đi cáp treo nó cũng hơi đường người. Nó cũng hơi chóng mặt xíu. Có cáp treo Hoàng Hồng thơm bữa mình đi là mém ói luôn á. Tại nó lên xuống á. Cây này cái cây gì cái trái cái bông nó giống như trái giả vậy. Giống như trái sim vậy cả nhà. Mà cái lọ này nhìn lạ lạ quá. Chị tháng 7 này chị. Mua nào coi đi cậu, được muốn được thôi cậu. Mua Đăng Quang đi chơi mà từ từ đi. Mua Đăng Quang đi được muốn được thôi. Này rau rừng ăn bánh xèo đó nha. Quá trời lội luôn.
Ồ, mua 3 bọc thức ăn rồi ha. Ở nhà chưa cho ăn đủ bây giờ con. À, nguyên đội sim luôn gì kìa bay. Kè dưới đó đó. Đội sim tím. Phải không? Giống sim không biết phải không? Không phải đâu, có cái bông gì á, kêu bằng bông gì á. Nhìn giống giống á, thấy tím tím á. Quá trời cá đi là chỗ trống á, thấy là chỗ trống á chứ là đá không mà. Đứng đâu? Thôi ông ơi, đi đâu xuống đó? Nè, đừng đi nè. Cho ăn tới không Mỹ Lùn? Đá không á. Kìa vô qua cái lỗ bên kia kìa, nó cái... sâu hơn. Sâu hơn á. Bên đây đá không à. Cá gù phi với cá chép. Cá trong hồ này là hình như người ta phóng sanh cái nhà, phóng sanh cá con, cá nhỏ. Phóng sanh rồi cái người ta bán thêm thức ăn gì nè, để thả xuống á. Cho nó ăn ít từ 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 cái nó bự nó lớn. Nè. Đó, ta bán cá phóng sanh đó, còn mấy con cá chép nhỏ nhỏ vậy đó. Bữa nãy nhà mình vét bao thức ăn lên đây cho nó ăn. Đúng rồi. Quá trời luôn à. Đây mấy chị mấy em mình nè, có ai chụp hình lấy cảnh không? Đi lạc đứng trên cầu này chụp qua đi lạc đẹp không nha. Con ơi, mình phóng sanh rồi là mấy con mình cũng có cái bước hết trơn đó cô. Đây là mặt dầu. Ủa, cái con. Ừ.
Đúng rồi, kiếm ăn ké. Tại khu du lịch mà người ta phóng sanh nhiều lắm. Hồ này khoảng chừng 1-2 năm nữa là bích dịch luôn á. Nhiều quá chắc ta đem ra sông ta thả bớt quá. Chứ giờ 1-2 năm nữa là nó đầy hồ luôn á. Rồi quay qua đây cừ cừ chụp hình á. Đứa ta nó chạy đựng đụng gớt bền á. Rồi xáo vô luôn, xáo vô luôn. Để vô dần. Mở có chừng gớt cái tẩm nha. Xáo đứng thì cưng cũng phải đứng mới chụp được. Đục mà bây giờ tao chậm em. À, cái cây bông tím tím nãy nó bấy kìa trên đầu ấy kìa. Ê, nhìn cái trái giống trái sim á bạn, không phải sim hả? À, sim quá nè. Trái sim rồi. Hỏi bà con cô bác coi. Để có đi xe lên điện không quý vị không chú? Lên trên đây gió thổi rất là mát luôn đó nha. Tuy nó nắng thiệt nhưng mà gió thổi rất là mát. À, tượng Phật Di Lặc bên kia. Tượng Phật Di Lặc rất là lớn luôn. Con này sao nãy dạng dữ ta? À, dạng hàng hay là đói bụng? Có trái cây cho nó ăn được. Nhìn tưởng đâu có người ta nuôi không à? Cái con bên đây nhìn nó bèo nhiều hơn. Trong. Cũng nhiên. Trong cái hốc cây này có một con nè. Dạ mấy con này người ta bắt người ta ấy phóng sanh á. Nè con Nhiên đó, con Nhiên là con trên đó. Con Nhiên là con nhỏ xíu này nè. Còn mấy con kia con sóc. Này người ta bán phóng sanh. Wow, à bên đây có cá nữa nè. Bên đây có cá nữa nè. Ừ. Tưởng đâu bên kia không, ai ngờ bên đây nữa. Thank you.
Bây giờ mình đang đi qua hướng Phật Di Lạc. Chôm chôm 25.000 một ký. Mà nhìn cái chôm chôm này nó lạ lạ. Bao luôn phải không? Nhìn giống Thái mà sao nó cái gai cái lông nó cứng cứng. Cái gì vậy? Đưa bằng 50 đó. Sao xanh lẹ ta? Thôi đừng có lấy xanh quá nha bạn. Xanh quá đắng nghét á. Xanh quá đắng nghét á. Nó đắng cái vỏ. Rồi bây giờ leo lên dốc. Để dòng máy vòng một tiếng đẹp quá. Cái đoạn đường dẫn lên trên Phật Di Lạc á. Ở đây người ta trồng mấy cái bông tím mà nhìn đẹp quá. Đây có Phật nằm, tượng Phật nằm. Bữa nay người ta câu nước lên người ta xịt rửa cái tượng Phật Di Lạc cả nhà. Lâu ngày á, mưa nước á nó bị đóng gông. Dạ ơi. Trời đất ơi. Lạ quắc lạ quơ cũng đựng được nữa. Trong đây người ta đang xây dựng sửa chữa đồ lại cả nhà, cho nên là có mấy bộ dàn giáo. Là chỗ tượng Phật Di Lạc này là chưa có xây dựng xong đó nha, chưa có hoàn thành. Hồi nãy mình tưởng đâu là hoàn thành rồi mà người ta đang sửa chữa. Cái này cũng đang còn trong thời gian người ta xây dựng. Quá trời camera men rồi. Đó, đứng đây lấy cảnh Di Lạc luôn. Dạ, lên Phật Di Lạc xong rồi bây giờ mình đi xuống. Ủa giờ mình đi xuống là đi đâu? Đi cáp treo về hay là đi đâu? À, là quýnh nguyên cái vòng tròn luôn đúng không? Đi lên đó nổi hay không? Chị ơi, mình có tính đi xe không chị? Có tính đi của quyền được không? Đúng không?
mới kiếm được cái tum cái chòi này mát mát cả nhà. Hồi nãy là cho cái ăn phía bên cái cầu đỏ đó cả nhà, coi như là mình quấn nguyên cái vòng tròn qua tới đây rồi, đi vòng qua bên đó nữa là giáp vòng đó. Đường này xe ôm người ta chở khách lên, đi xe ôm thì nó tầm khoảng phân nửa giá tiền của đi cáp treo. Ngồi đây nghỉ mệt không gió, ăn chôm chôm chút xíu rồi mình đi tiếp. Ở đây người ta có trồng chôm chôm luôn á bảy. Lạ chứ. Dữ à. Ừ, có không? Đây chôm chôm núi nha, cây chôm chôm nhìn lạ quá. Ừ. Thử lên. Chắc ở đây người ta trồng chôm chôm này cho khỉ ăn á bảy ơi. Cắt gãy rồi, lại ăn lại. Cây nó xíu bụng ngọt á. Cây tự nhiên mọc ra có con chùm chôm chôm à. Bẻ ngang đi, bẻ luôn đi. Y như thiệt vậy. Những người sâu phải không? Thì sâu rồi đó. Rồi Mỹ Nhệ đang ăn gì đây? Mỹ ăn cơm với chôm chôm. Trời, dữ cho ta. Mỹ Nhệ với Mỹ Lùn con chọn nào? Mỹ Cao. Trời, Mỹ Cao. Đường Mỹ Cao thôi. Đúng ngon luôn. Bữa giờ mua vài ký lại ngồi ăn cho no đi rồi gì à. Trời. Ra đây ăn chôm chôm hả? Đúng ngon thiệt á, ăn chôm nè mới no. Thấy nó xấu, thấy nó xấu mà ngon á. Vậy đó là chôm chôm nhà chồng. Với bao phân thuốc. Là bao phân thuốc luôn á. Đúng rồi. Bao là chắc chắn có đúng không? Trên cái đỉnh núi đó đây nha. Cả nhà. Trên đó là điện Ngọc Hoàng với nó rồi cổ quyền Hất Tổ gì, nói chung là trên đó có nhiều điểm lắm. Nhưng mà phải đi xe ôm lên. Mình thì không có lên trên đó tại cũng không có thời gian nhiều á. Cho nên mình đi lanh quanh ở dưới đây rồi đi ăn đi uống rồi về. Tại vì mình đi sáng đi chiều về. Từ nhà của chị Sáu á lên trên đây khoảng 60 cây số. Các bạn trái Hồng Quân. Hồng Quân còn ở đây măng che rừng. Anh ơi có cơm xèo cái này đây anh chị, cơm nóng chả là gì? Anh đâu? Đi lên chùa. Sao không phải con? Đã 7 giờ buồn ngủ rồi. Cậu Út cảm trời ơi, đẻ lên đưa nhỏ cái nắng. Con ngồi ngoài áo luôn, nắng luôn. Thiệt tình. Tội nghiệp. Đi giờ này buồn ngủ rồi. Rồi, giờ để bé Mỹ cho nó ngủ đây với chị Sáu coi đi. Giờ mấy anh em mình đi lên trên chùa. Chùa Vạn Linh, mấy bên đây. Ăn rồi. Mấy chị. Chồng nữa hả?
nhỏ xíu à, đi bán đậu hũ bánh lọt à. Đậu hũ bánh lọt. Có bánh lọt luôn. Cho chú một ly luôn đi. Nước cốt dừa luôn nè. Lụm. Cho 2 ly sữa sáng. Ngon không mấy con? Con bán thì chú không tiền nha. Không hả? À. Dù nhỏ họ báo công an bắt chết luôn vậy. Chịu thôi. Đi đi qua. Phước Cưng. Bẻ không ăn hả? Không. Ở đây là chùa Vạn Linh. Đây có cây mít này chắc cũng lâu đời lắm rồi nè. Này chắc gọi là bảo tháp quá. Chụp ngay chuông ngay hả? Chứ bà chỉ đâu ạ? Bà chỉ bên đây. Chùa Vạn Linh. Cái cây này lớn bự ghê luôn mấy. Cây này cây gì quên tiêu rồi. Cây thông á, phải cây thông không? Không nãy đi lên rồi bây giờ đi xuống. Sao ở đây có ba cái cây này trôi lũi lá. Nãy giờ Sáu với Mỹ ở đây cho Mỹ nằm trên băng đá nè cho ngủ một chút. Ừ, đi cặp mé nè, đi cặp mé hồ nè, đi lại cái cầu đó cái là vòng ra là giáp vòng rồi đó. Mát lạnh luôn á, vô trong cái chánh điện á, mát lạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mỹ lùng cho ăn đó. Dịnh cái bọc lại cho con để nó rớt xuống dưới. Nãy cho ăn rồi, giờ mua cho ăn nữa. Nhìn thấy mấy cá thấy cưng quá. À, cô Phi nó phía ngoài nè. Đây bánh xèo để bảng 25.000 một cái nè cả nhà. Rau gừng rất là ngon luôn. Giờ mình vô đây ăn bánh xèo cái đi. Rồi mới xuống núi ghé quán bò ăn cháo bò. Nhiều người vậy? Không biết bánh xèo ngon không nhưng mà thấy dĩa rau là thấy hấp dẫn rồi đó. Rau rừng. Có cái rau lạ này. Cái rau rừng Đinh Lăng. Cái rau rừng thấy cái loại này nè. Không biết cái gì mà thấy người ta bán cũng nhiều lắm, ta đi hái rồi. Rồi có menu luôn hả? Họ cho mượn menu ơi. Chiều chiều menu chốt coi. Tí gõ, lâu tí bọt chiều menu chốt coi. Quay cho mọi người cùng xem ơi. Bánh xèo ra rồi cả nhà ơi. Một con tôm và mấy miếng thịt 25k. Bánh xèo ở đây giòn nha. Con về dĩ ra để ra động đây. Dạ năm rồi. Cho thêm dĩ ra để động gì. Khó rồi. Mấy cầm đâu chờ cho thêm dĩ ra nhỏ nhỏ. Bánh xèo ở đây người ta chiên mỏng á. Cái bột nó mỏng, nó giòn á. Bé Mỹ ăn hamburger. Nhưng mà hamburger ở đây nhìn không ngon. Có bánh xèo là thấy bắt mắt. Mấy đũa mà cong quá. Bắt tay đi. Kìm chút không? Kìm chút không? Cái gì vậy? Kìm chút đi. Đúng rồi. Thì miếng thịt vô nữa. Chảy chảy. Ờ, ừ, đẹp chút kêu thịt à. Chân thịt con giỏ hả? Ừ. Đóng. Có lý không? Nước nước chấm lạc quá không? Không có đậm đà ha. Nhưng mà bánh xèo thì giòn thơm phải không? Bánh xèo giòn thơm. Nhưng mà cái nước chấm nè, nhìn nó lỏng lẻo quá giống như đặc biệt là cái rau đó. Đó, thì nước chấm nhìn nó hơi lỏng lẻo, nó không có đậm đà như ở nhà làm. Tại vì người ta bán mà người ta làm lỏng lỏng gì đó, với lại nó lạc lạc cái đó, nhầm người người ta không thích mặn. Nhờ bánh xèo thì ngon á, bánh xèo với rau ngon. Nước chấm thì nó hơi nhợt nhạt một chút.
Rồi thôi giờ mình ăn thôi, mời cả nhà nha. Ăn xong rồi xuống núi. Bên kia một hai ba giờ xuống núi nha, cảm giác mạnh quá. Từ từ mới lùa mai bắn nhiều thiệt là đá quá. Đây xuống dưới không biết nhiều cây số hả? Nó có là lộ trình đi. Có để bao nhiêu ký mét không? Chắc có nhưng mà mình không để ý. Đường dài chắc cũng ngắn, đường dài này ngắn. Thấy vậy cũng cả 5 cây á. Ô cây sầu riêng nè. Cây sầu riêng có trái sầu riêng kìa. Không, có đó, cây sầu riêng nè. Hồi nãy người ta bán sầu riêng rụng nhóc đó, chín rụng. Đó Hồng Quân đó. Cái này quá là Hồng Quân gừng quá không, ở đây bởi vì người ta bán nhóc đó. Hồng Quân. Quá trời luôn. Nguyên đám cây đó còn là Hồng Quân. Bán nhiêu ký ha? Bán bịch. Sao nãy chắc chị nghĩ chị 30-50 gì đó. Ủa mẹ sao bạn ủa sao không mấy? 30-50 ngàn gì bịch đó. Sao hào quá. Không có gió. Đi xuống không mát mà băng lên. Băng lên. Nhiều khi đứng gió. Không lên hình như là gió mới lùa. Đúng rồi, lên gió lùa. Đi lên đào ghế mặt hẳn hát về mặt đưa lên mặt không có mặt ơi. Tại con mệt thôi. Trời, cây tre đã chưa? Đâu? Đó. Một mình một cõi một gian sơn. Dòng này thồng chung mới giữ nè Thận. Chui đó. Bởi vì nó hạ nhích nhích từ từ nè. Qua cái qua cái dốc này là nó bằng rồi à. Dốc này mới giữ nè, nãy giờ đi chưa dốc nào không vậy, dốc này có thấy lỗ tai nó kỳ kỳ chưa, nó bùng nãy giờ rồi nín nãy kia nó bằng gọn này mới thả xuống giữ nè. Rồi tạm biệt nước cấm, bây giờ mình đi kiếm cái gì ăn rồi kiếm quán nước nằm nghỉ ngơi. Có mấy cây hút nốt á cả nhà. Đó, 4 cây đó, 4 cây hút nốt quá. Chỗ này sắp sửa người ta làm cây cầu bắc ngang sông nè. Phía đằng trước mặt mình là sông đó. Đó, sông đó. Giờ trên đường về mình ghé quán thúc nốt. Mình uống thúc nốt cả nhà. Tính kiếm quán ăn mà quán cháo bò giờ này chiều người ta nghỉ, người ta bán buổi sáng nè. Ghé đây ăn thúc nốt đây. Uống thúc nốt với nằm nghỉ chút. Rồi thốt nốt qua cả nhà ơi, 20k một ly. 20k rồi. Rồi mời cả nhà nha. Rồi. Nó thơm, mát. Cái khúc cháo bò là khúc hồi nãy ngay chân cầu cái chỗ cái tâm giác. Rồi về tới ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Châu Thành. Tới đây ghé ăn cháo lòng ngay đây ngay chợ luôn cả nhà. Bé Mỹ thì ăn cháo dinh dưỡng phía bên lộ, còn Hăng thì ăn gì đây, mì ăn cháo giỏi dữ ta, ăn hết luôn nha, bảy cũng ăn cháo luôn.
Cháo. Quy ăn gì? À, nuôi hả? Vợ mình cũng ăn cháo luôn. Mình cũng ăn cháo luôn. Ăn cháo luôn. Hấp cháo hết. Còn Sáu ăn gì? Bánh bao rồi, bánh bao rồi, khô queo luôn. Đẹp lắm à. Thấy nó càng đẹp. Khoái ăn mì, cháo, rồi cháo lọc. Sống có hẹ thì ở đây người ta không có bán hẹ, người ta chỉ bán hành. Hành với giá. Rồi mời cả nhà ăn xong rồi về tới Long Xuyên à. Giờ chắc còn khoảng chừng 20 cây số nữa vậy. Rồi đúng rồi, rồi cảm ơn. Cơm này ăn với đồ nướng, mới mua hộp đồ nướng. Rồi ăn không chưa? Chụp cái này vô nhìn mắt tự cũng đẹp luôn. Thử là ngon không? Nướng nè, đúng rồi, quay à? À quay, quay lu á, giống như nướng vậy đó. Rồi xin mời cả nhà.